Hey, chào mừng đồng bào đến với thung lũng. Hôm nay không có cước heo. Và tiếp tục 2000 năm sau. Và tới rồi, đây là dầu ăn cái lân. Dầu ăn cái lân hân hạnh không tài trợ chương trình này. Và bột canh thiên hương cũng vậy, không có tài trợ. Mình thích thì mình làm thôi, tài trợ thì tài chủng khỉ vậy. Bỏ cái vỉ này lên, bắt cái nồi nước lên, đậy cái nắp lại. Muối. Đây là cảm giác tốt qua. Lại nữa. Cục than con đỉ. Và hôm đó là Tết. Tết thì thường thường là thay nhau ôm súng lên nóc nhà ngồi canh máy bay. Thực tế với bản thân của mình là đây. Còn thực tế với bản thân của bạn là gì? Hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Tí nữa lấy thêm vài sọ qua bên nhà mình luôn. Cuối xong lên cái giường nằm nhìn lụt. Nhìn mặt trời lặn luôn, mặt trời rất sốt rồi à.